cung kinh Phật, cung kinh Pháp, cung kinh Tăng. Tam quy ngũ giới lòng hằng dình theo. Chúc ông nghi thoảng nhỏ nghi dừng lèo qua bờ giác ngàn sớm treo gương màu. Nơi cõi tạm sông sầu bể khổ làng ngựa xe cam dỗ tao nhân gây ra lắm nợ phong trần luân hồi sao nẻo khôn nghi lần bước ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào của cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú đi về quê bên vợ của Châu Phú quý vị. Thì cũng nhờ ba Châu Phú chia sẻ cho Châu Phú về giáo lý của Đức Thầy và những câu giảng giải đáp những nghi vấn hay những mẫu chuyện quý vị. Thì qua đây Châu Phú cũng có nhờ ba là hướng dẫn cho Châu Phú cái bài cúng để mà Châu Phú biết được cái bài cúng như thế nào là đúng của người cư sĩ tại gia. Thì hôm nay Châu Phú sẽ mời quý vị và các bạn đồng hành cùng Châu Phú nhé. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thưa ba, hôm nay nhân dịp con về đây thì cũng là 5 giờ chiều rồi. Trong lúc ba đang cúng thì ba quan hỷ hướng dẫn dùm cho con để con hiểu biết nhiều hơn trong cái bài cúng này hả ba. Dạ thì Nam Mô A Di Đà Phật. Trước tiên ba đốt thắp là ba nén hương đi hả ba? Ba nén hương để mình cúng là ba cái chỗ tôn kính mình thờ. Bất cứ người cư sĩ tại gia của tín đồ Phật giáo nào đều cũng phải có ba ngôi thờ. Dạ. Là ngôi thờ cửu quyền, ngôi thờ tam bảo và ngôi thông thiên. Đó. Thì trước tiên thì mình cúng bàn cửu quyền. Bàn cửu quyền Đức Thầy dạy là mình đập lên nghe nghe cho. Dạ. Vô cửu quyền là mình xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời quỳ xuống. Chắc hương dâng lên trán nguyện. Cúi kính dâng hương trước cửu quyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền. Nay con tỉnh ngộ quy y Phật, chỉ dốc tu hiền tạo phước duyên. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng thời cắm hương. Khi dân hương xong, trở lại vị trí, chắp tay vào ngực đọc tiếp. Cúi đầu lại tạ tổ tâm, báo ơn sanh dưỡng dày công nhọc nhằn. Rài con xin giữ đạo hằng, tu cầu tâm tổ siêu thăng Phật đài. Nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải liên đài được lên. Mong nhờ đức cả bề trên, độ con yên ổn vững bền cội tu. Xá một xá và quỳ xuống lại ta ơn của quyền vốn lại. Mỗi niệm Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Bốn lại đủ, xin mời đứng lên. Xá ba xá ngay chính giữa niệm Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Cầu nguyện cửu quyền xong, mình lại tỉnh hương để cầu nguyện trên tam bảo. Đến ngôi tam bảo cũng như cửu quyền, xin mời xá ba xá. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mời đồng quỳ chắp hương dâng lên trán nguyện. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cửu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bãi Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ, quy y theo mấy ngày, tu hiền theo Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời đứng lên và dâng hương. Khi mình dâng hương rồi á, mình góp nước cúng luôn nha quý vị. Mình góp nước cúng á, khi mình cúng xong rồi đó, mình ngồi mình niệm Phật, mình ngồi bán già cũng được, hoặc mình ngồi thì tại chỗ đó mình niệm Phật sợ niệm xong rồi mình uống nước cúng luôn, thỉnh nước cúng uống luôn. Khi mình dâng hương xong rồi mình đọc mình lại bốn lại cũng được, hoặc là mình đọc bài Tây Phương Ngũ Nguyện rồi mình lại bốn lại cũng được. Xá một xá và một đọc tiếp bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Đi Qua Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Vương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Huyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Lâm Phước Thọ, Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Vạn Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả. Đập phá một phá và quỳ xuống lại tạ ơn Đức Phật bốn lại, lại theo tiếng niệm Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Bốn đại đủ, xin mời đứng lên. Xá Đức Phật và hai vị Bồ Tát, xá chính giữa niệm Nam mô A Di Đà Phật, bên trái niệm Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, bên phải niệm Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Cúng bằng ngôi tam bảo xong, bây giờ xây ra bàn thông thiên thỉnh nha. Mình lại bốn lại gì đó ba, là cái đó là lại tạ ơn tổ tiên, là lại tứ ân hay sao ba? Lại bốn lại đó là đền ơn cho bốn ân đó. Yeah. Bốn ơn gồm có ân tam bảo nè, ân đất nước nè, ân đồng bào nhân loại nè, rồi ân tổ tiên cha mẹ nè. Dạ, vậy hả bà? Cái ý nghĩa của bốn lại. Vậy mình đứng ở trong nhà mình quay ra bạn ông Thiên sao ba? Quay ra luôn, đứng trong đây đi. Chứ là mình đâu có cần ra bạn ông Thiên sao? Ra bạn Thiên luôn. Vậy hả? Ra bạn Thiên ra chặt quá sao được? À vậy ha, được ba. Được ba. Đây ba đi cúng giống như người bình thường vậy ha. Vậy bình thường ba đi ra bạn ông Thiên ngoài đây cúng vậy đó ha. Ra bàn thông thiên thì mình cũng xá bà sáng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quỳ xuống đài đọc chấp hương dân lên trán đọc bài quy. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cửu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bãi Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ,
quy y theo mấy ngày, tu hiền theo Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng đứng lên để cắm hương. Ra bàn thanh thiên mình cũng góp nước cúng như quý vị. Cúng xong rồi thì mình niệm Phật, rồi mình cúng xong thử cúng rồi mình niệm Phật, rồi mình uống nước cúng luôn, tỉnh cúng uống luôn. Lễ nguyện hương và dân hương đã xong là mời mình xá một xá và quỳ xuống lại tạ ơn Đức Phật bốn lại, mỗi lại mỗi niệm Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Bốn lại đủ, xin mời đứng lên xá Đức Phật và hai vị Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Xá vào trong. Xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chắp tay vào ngực đọc bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Vương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tăng Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Lâm Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Vạn Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng người xuống lại bốn lại theo tiếng niệm Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Bốn đại đủ, xin mời đứng lên xá Đức Phật và hai vị Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Xây dựng chúng ta xá ba. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chắp tay vào ngực. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Tượng Phật Từ Bi Phật Vương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Cửa Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Lâm Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Vạn Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Vạn Văn Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng quy xuống lại bốn bạn lại theo tiếng niệm Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Bốn đại đủ, xin mời đứng lên xá Đức Phật và hai vị Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Qua bên gia trại cũng xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chắp tay vào ngực đọc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Tượng Phật Từ Bi Phật Vương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Quyền Thất Thổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Lâm Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Vãng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Vạn Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy
từ bi xá tội đệ tử, tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng quỳ xuống lại, bốn lại, lại theo tiếng niệm Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Bốn lại đủ. Xin mời đứng lên xá Đức Phật và hai vị Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thí Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Vậy là xong một thời cúng đó quý vị. Quay lại mình tỉnh lễ là kết thúc buổi cầu cúng. Xin mời xá ba Phạm Thiên ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lễ Bạn Thiên xong, giờ trở chút của quyền. Kính lễ của quyền ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lễ Hồng Ân Tam Bảo Đức Phật Đức Thầy ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Buổi cúng lại của người cư sĩ tại gia đến đây đã hết rồi đó quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, yeah, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, yeah, con chân thành cảm ơn ba rất nhiều ba. Hôm gài con cúng bị sai hết trần. Dạ, yeah, tại vì con cũng đọc ở trong sấm giảng á. Cúng như thế đó, nhưng mà con không biết là con vô con Nam Mô A Di Đà Phật rồi xong con cặm nhang đủ hết trơn ba nơi vậy nè ba. Thì bắt đầu con mới đọc bài cúng con cúng không đúng vậy luôn. Mà mỗi cái cây hương mình cắm mỗi chỗ thờ, tại vì bất cứ người tín đồ Phật giáo và hảo nào cũng phải có đủ ba ngôi thờ. Ba ngôi thờ này là tượng trưng gì? Là ở chùa có quý vị, tại vì giống như nhà mình giống chùa, tại vì có ba chỗ thờ, là một là của quyền là thánh, yeah. Ở trên là Phật, ở ngoài là tiên, của quyền là Phật thánh, thánh tiên, yeah. Là đủ đó, đủ ba ngôi đó. Phật thánh tiên là tín đồ Phật giáo hòa hảo là ai cũng phải có đủ ba ngôi này hết, yeah, là coi như là ở nhà cũng như tượng trưng cho chùa đó, yeah. Chùa cũng vậy, cũng Phật thánh tiên, yeah. Thì mình ở nhà mình cũng có Phật thánh tiên, yeah. Ba, vậy là qua cái đoạn mà video ba hướng dẫn cái bài cúng rồi đó ba, ba có thể ba đứng ở đây ba ngâm cho tặng cho con một cái đoạn giảng là của cho ông Cò Tào Hảo đó ba, Tam Quy Ngũ Giới Lòng Hằng đó, cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng đó ba. Nhưng mà cái bài này không biết là nhớ hết không nữa. Ba tặng đoạn thôi. Tặng đoạn thôi. Dạ vậy hả ba. Dạ. Để con gửi đến quý vị và các bạn đang xem hết cái bài cúng này ba, cũng như mình chi ân mình tặng cho mọi người mà mới vừa vào trong đạo ba, bài cho ông Cò Tào Hảo. Cái bài này nếu mà quý vị nghe rồi, nếu mà nghe hết trơn nguyên một bài đó mà hành theo là đắt luôn á nghe quý vị. Và vì Đức Thầy đã viết cho ông Cò Tào Hảo mà. Dạ vì con nhờ ba nha. Thì dạ. Cũng xin đây xin là chia sẻ với quý vị là một đoạn là Đức Thầy ngày xưa là viết để mà cho ông Cò Tào Hảo. Tôi xin ngâm một đoạn thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. Tam quy ngũ giới lòng hằng dình theo. Chúc ông nghi thoảng nhỏ nghi dừng lèo qua bờ giác ngàn sớm treo gương màu. Nơi cõi tạm sông sầu bể khổ làng xe cam dỗ tao nhân gây ra lắm nợ phong trần luân hồi sao nẻo khôn lần bước
ra rài tỉnh ngộ ai hà quyết nghi dứt đèn đạo tâm sáng rực soi đường cầu tô cho ai đạt ngộ hương quê gươm trí huệ ma dương hải hùng làm cho chúng phục tùng chân lý trong sắc thân giam thì lục kỳ căn đừng cho chúng tin lăng quăng ngoài thì thủ chấp mà ngăn nghi lục trần phá ngũ quần diệt lần tham ai cội sân si cũng phải tạo trừ đem về xác tánh chân như kim thân thị hiền dứt ký trừ tự sanh. Tôi xin tặng quý vị một đoạn giảng của Đức Thầy cho ông Cò Tào Hảo đó quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, hay quá bài. Dạ thì thứ ba qua video này con cũng cảm ơn ba rất nhiều và chúc cho ba có nhiều sức khỏe ha, trí huệ sáng suốt thì để mà kể lại những cái mẫu chuyện của Đức Thầy hay giải đáp những cái nghi vấn của Đức Thầy để cho con cháu biết nhiều hơn ha ba, và gửi đến quý vị khán giả đang xem trên màn ảnh nè. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con chào ba nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ dạ. Vâng thì kính thưa quý vị, video Châu Phú đã dài, Châu Phú cũng xin chào và tạm biệt quý vị tại đây. Cũng không quên cầu chúc toàn thể quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an lành, an lạc, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nha.